Okay, anh em mình mới lên được con Strawberry Grouper tuyệt vời, bự luôn chứ giỡn nha. Con này là con này thường nhỏ lắm, con này là bự đó. Good size man. Ok, gần lên tới anh em ơi. 23. 23 feet. Đó kìa, nhìn nó kìa. Đó kìa. Thấy không? Rồi cá mập. Thấy không? Cá mập. Lên một chú cá mập khổng lồ. Kéo tay. Quay tay. Không phải. Ô cùng dây, cùng dây thừng. Ô con lương không ơi. Lương con cá trình. Đây. Mày nhìn nó dài quá cá trình. Quay phim cho anh. What the fuck? Cái tầm nó quất mình phải không? Lùi lùi lại, lùi lại anh. Lùi lại, lùi lại. Anh gáp nó. Cái là hơi cái leader luôn á. Con này con chịu. Quay chị em gỡ. Em gỡ ra đi, em gỡ ra. Được thì em gỡ. Phải có người gỡ phụ chứ. Cho anh cầm máy cho. Bây giờ phải đưa. Thôi lấy cái gáp gáp luôn, lấy thằng gáp gáp nó đuôi không? Gáp cái đuôi nó giăng gáp cái đuôi lại để cho nó không rạch. Đừng có dồn về một chỗ quá. Bỏ ra dây ra và lưỡi bố bỏ đi. Xả dây ra, xả dây ra. Rồi. Đây lớn một con cá trình. Gỡ ra đi, gỡ cái leader ra giùm. Nè, anh nghĩ theo cắt cái không. Gỡ được không? Là cắt... con này táp rồi, đứng con tay luôn á. Cắt bỏ đi. Cắt cái này đi. Ừ, thì cắt cái đó đó. Ở cắt cái đó. Giao vô thùng cá, giao vô thùng cá mồi. Giao thùng cá mồi. Con này là con thon chịu, con này ngon á, nhưng mà thịt nó xương xương giữa, phải biết làm mới được. Giữ nha bằng, anh cắt là xúc á. Rồi. Ok. Con này hả? Bị kẹp bây giờ. Đây. Đưa lên là trên, phía trên. Vô cái phòng ở trên đi. Vô hầm luôn ha. Vô hầm phía trên luôn đi. Cầm 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 cầm, sao lại cầm cần để anh lấy bố vô biết của mình. Trời ơi, đâu. Trơn, em có cần cầm chụp hình không? Ôi, điện rồi. Lát nó chết rồi, chụp chết á. Chụp cho nó chết. Con này bự ghê chứ. Dạ. Yeah. Bởi vì nó quằn, nó phá, nó... Mấy thằng nó nói vậy, hỏi chi hay sao? Cái gì nó lớn, con chịu. Con này nhớ nữa. Lên 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 lên. Tụ nó trơn quá, không có ghế được. Anh lôi qua, anh bước qua đây anh bước bỏ nó vô được. Yeah. Rồi, đây, nó đã vô hầm. Giỡn mặt cái Putin hả? Vâng, Putin đang dính Barracuda. Mặc dù như Felixo. Anh nghĩ là Barracuda, man. Barracuda mới chạy như vậy. Lên ổ hay là tuôn ổ vậy? Tuôn ổ, kéo tuôn ổ. Ghê, 9-8 thứ nữa. Ủa gì, cứu dưới đáy rồi. Anh em mình vô cạn rồi, hôm nay đi câu Battle Trip với con thằng Thao rồi. Nó thất bại quá, không có con nào. Chín ghê vậy luôn. Xúc rồi. Còn. Ở đây mấy đại ca này làm biến lắm nha. Đi câu có 130 feet mà chơi cần máy không à. Má ăn vàng, bảy liền. Về này là bấm thôi chứ. Để coi. Giải quyết. Lâu quá từ đây đâu. Quay mặt sắc. Không biết con gì. Thôi cô đà. Thôi cô đà đóng lồn. Quyên cũng cấm mặt. Tên ba con đang quay phim luôn bốn nha. Đó. Đó. Ok, giờ chụp tấm hình cho. Hold on. Rồi. Con gì đây? Con cá thu này chắc bự à. Thấy rồi, thấy cá rồi. Hay quá, lên cái phao kìa, lên cái phao kìa. Phao chưa? Lên phao chưa? Thấy màu xanh. Là cái phao. Cái phao. Ông ơi, cá gì màu xanh neon? Con gì á? Nhìn cái bóng lắm. Rồi. Con gì đây? Con cá thu này chắc bự à. Thấy rồi, thấy cá rồi. Hay quá, lên cái phao kìa, lên cái phao kìa. Thấy phao chưa? Lên phao chưa? Thấy màu xanh. Là cái phao. Cái phao. Ông ơi, cá gì màu xanh neon? Con gì á? Hay quá. Yeah, let's go. Con sai luôn á. Rồi, con sai đó, con sai đó. Man. Unbelievable. The Black Moon tuna. Đừng có làm sao mà lúc mà quay phim là lên ảnh là lên hai con cá ngát nha. Lên hai cá ngát buồn lắm.
Đó. Nãy giờ lên cá bị lên này bự bự đi không được quay phim mà giờ quay phim bên này nha. Lên sầm xí bội là mất mặt lắm á. Gần tới chưa đại ca? Chưa, còn. Ép nó luôn đi. Mới nhử được à. Ép nó luôn. Nó ép. Đây là video này là bằng chứng trước tòa cho anh á, để khi vợ nó quánh nó nói không đi câu cá là có bằng chứng không? Lát nhớ bắn qua nha. Có hai bằng chứng luôn. Trình không dưới đất luôn. Cái này phải hỏi channel của Nam với channel của Andy. Nam cái gì cái gì đó. Nam đưa cho anh mấy cái clip này Nam anh add lên mỗi lần chơi đài của anh với channel anh em. Đó, lên. Gần tới giờ là ca gần tới không? Thấy nhẹ rồi. Đó, B-liner thấy chưa hai con. Gần tới rồi. Rồi quá. Chú ta tới đá lặng phải không? Tới đá lặng. Rồi anh em chuẩn bị đi về nha. Hôm nay là ngày thứ hai. Trước khi ngày Friday đây là ngày mai là thứ bảy. Ngày thứ hai của chuyến đi câu. Đây Nam đây. Mình đi có cái rạn 200 mấy chục feet thôi mà. Oh my god, nó câu được con Blackfin Tuna cũng good size vô cùng. Ok, cầm mình thử coi Nam coi cậu nào. Đó, xỉ. Blackfin này cũng good size lắm, 200 mấy chục feet rồi. Mình câu được quá sẽ trời. B-liner good size luôn ơi. B-liner cũng bằng cái Red Snapper luôn. Thì Red Snapper còn hai con nữa limit mà B-liner chắc không phải còn chừng mười mấy con nữa mới limit. Nên ráng câu limit mới về. Ok. Đây. Đâu có lấy bạn? Không quên đi ơi. Không ăn. Thôi xuống lại đi. Ôi good size. Nhỏ con hả? Ồ con này vừa con đá sao bự à. Yeah. Chí, ghì cho em đi. Rồi mấy con này hai con đó hả? Thôi cho xuống sàn rồi mình em lên trước luôn, cho em trước luôn. Cầm che mặt mẹ nó ơi. Việc lên con Red Snapper nha. Hôm nay chuyến đi pha ở đây nha. Nãy giờ quên quay phim. Nghe hồi quay lên cá quá trời luôn mà. Lo gỡ cá không à. Đây. Việc lên con Red Snapper. Red Snapper thì sofa chưa có được limit. Thôi đem mở cái nắp lên. Đó. Bị sẵn cho em việc cứng lên em dỡ mình. Đó con Red Snapper này bự. Good size. Ok. Rồi vô nãy giờ mình câu quá chơi B-liner luôn. Mà Red Snapper thì chắc chưa limit đâu. Red Snapper còn 12 con là... Keep going. Chí lên anh Chí. Có cá không? Có chứ. B-liner hả? B-liner. Good size không? Good. Ok. Đây anh Chí lên con nữa đây. Hơi bé hả? Đó. Rồi. Mà chỗ này B-liner good chứ không? Ồ con này cũng được. Not bad. Mình người 10 con mà. Ăn nữa hả anh Trung? Rồi anh Trung lên luôn. Đây bên đây anh tên gì qua đây? Anh Hùng nãy giờ đang hì hạch. Má mấy này nó ăn gian đúng không? Chơi đi câu mà chơi cần máy không mà mình fisherman là đúng fisherman đúng nghĩa luôn không chơi cần tay. Đó. Cho mày chết. Cho mày chết luôn hả? Bên kia lên con gì đây? Ép nó luôn cho em. Hôm nay là pha ở đây. Má pha là vất vào đâu. Pha ở đây luôn, đi câu cá không? Đi câu cá không, không có nhà luôn ơi. Ồ, thấy con lo rồi, ép lên luôn rồi cá. Thấy con lo rồi, ép lên luôn, nhanh lên, gỉ lên cao. Đó, anh lên cao, nhảy xuống nhanh, đó. Đúng quy trình luôn. Rồi, lên gần tới rồi, hay quá, B-liner. Một em B-liner luôn.